Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhằm kịp thời phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định mới của luật, đặc biệt là các quy định trong lĩnh vực giao dịch trên không gian mạng. Trong khuôn khổ hợp tác với Cơ quan Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội thảo tập trung vào một số quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng, công tác tuân thủ các quy định của luật. Đặc biệt, hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm của Úc trong công tác này. Bà Annabella Lyons, điều tra viên chính, Phòng Bảo vệ Người tiêu dùng và Thương mại Công bằng của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm mang lại giá trị thực tiễn và hữu ích cho các đại biểu tham dự. So với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, luật năm 2023 bổ sung và hoàn thiện nhiều quy định để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới, trong đó nổi bật là các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng.